không làm cách nào ngăn cản được Gia An, có phải mai anh sẽ giả vờ bị ngã. Gia An, Lãnh Thanh vội vã rời khỏi nhà vì có người liên hệ với anh rằng camera hành trình của họ ghi lại vụ tai nạn của Phương, Việt Hoa. Vì thế, Gia An nói với bà Lan, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, anh phải đi gặp họ gấp. Bà Lan nghe vậy nói tốt quá nhưng muốn Gia An kiểm chứng xem liệu thông tin có đáng tin cậy không, tránh trường hợp bọn lừa đảo nhiều chiêu trò. Mai Anh, Minh Thu nghe vậy vô cùng lo sợ, cô hùa vào nói để tìm cách ngăn cản Gia An đi gặp người ta. Dù vậy, Gia An vẫn muốn tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn vì anh thấy nhiều điểm đáng ngờ. Không làm cách nào ngăn được Gia An, trong phút giây cấp bách, cô chạy theo Gia An nhưng bị ngã. Liệu Mai Anh sơ sẩy bị ngã hay cô cố tình giả vờ ngã để ngăn Gia An đi? Thấy Mai Anh ngã, bà Lan vô cùng lo lắng. Bà Lan, ông Kình vội vàng súng vào xem Mai Anh có bị sao không, Gia An cũng buộc phải quay lại đỡ cô dậy. Cuối cùng, Gia An có tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn hay vụ việc sẽ chìm xuồng.